Website chính thức của channel tại địa chỉ top5laki.tv đã đi vào hoạt động với những tin tức vô cùng thú vị. Hãy truy cập ngay hôm nay! Xin chào! Rất vui vì đã được gặp lại các bạn! Thời gian gần đây, Deep Web là một chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người tò mò, thích khám phá. Nó cũng đã gieo rắc nỗi sợ hãi và sự ám ảnh tới rất nhiều người thông qua những câu chuyện có dạng creepypasta. Và sự thật là đã có hẳn một creepypasta về Deep Web. Nhưng thôi, tớ sẽ không kể nó ra. Vì xét từ quan điểm cá nhân, tớ thấy câu chuyện đấy khá là phiến diện. Có thể nó đúng, nhưng rõ ràng là người kể chuyện đang cố tình làm các bạn sợ. Hôm nay, top 5 lạ kỳ sẽ đưa đến những thông tin chuẩn xác và cái nhìn đúng đắn về Deep Web qua video Deep Web nguy hiểm nhưng không đáng sợ. Lưu ý, top 5 lạ kỳ khuyên các bạn không truy cập Deep Web dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hành động của các bạn. Vậy trước hết, Deep Web là gì? Deep Web tạm dịch là web chìm. Nó cũng có nhiều tên gọi khác như mạng chìm, web ẩn, invisible web, undernet hay hidden web là các trang hoặc nội dung mạng không thuộc về web nổi, hay còn gọi là surface web. Những nội dung mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày như Facebook, Google, YouTube hay top 5 lạ kỳ. Một cách dễ hiểu, Deep Web là những gì chúng ta không thể tìm thấy bằng những bộ máy tìm kiếm thông thường như Google, Yahoo, Bing, Ask. Vì đơn giản, chúng bị ẩn đi. Bạn sẽ cần mật khẩu hoặc một trình duyệt có tên Tor để truy cập Deep Web. Deep Web chứa gì? Đa phần các Internet gia cho rằng Deep Web chứa tới 90% dữ liệu trên Internet. Những thứ còn lại mà toàn bộ cộng đồng mạng đang hì hục online đêm ngày chỉ chiếm 10%. Mới nghe thì có vẻ vô lý, thậm chí nghe lâu lâu vẫn thấy vô lý nhé. Vì những nội dung mà hàng tỷ con người truy cập hàng ngày, hàng trăm nghìn bài báo được đăng tải mỗi giờ, hàng triệu status, hàng tỷ những bức hình tự sướng của biết bao hot girl, hot bụi, ý nhầm hot boy được đăng tải lên, làm sao lại chỉ chiếm có 10%? Trong khi cái deep web mà chả mấy ai biết đến ấy lại chưa đến 90% dữ liệu mạng. Hư cấu, quá hư cấu. Ấy vậy mà lại không hư cấu. Người ta cho rằng Deep Web chứa gần 550 tỷ hồ sơ cá nhân so với hơn 1 tỷ hồ sơ cá nhân của những trang web thông thường. Hiện tại, đang có hơn 200.000 trang Deep Web tồn tại và chỉ 60 trang Deep Web lớn nhất đã chứa lượng thông tin gấp gần 40 lần lượng thông tin của toàn bộ Surface Web. Trên thực tế, bạn, chính bạn cũng đang sở hữu khá nhiều nội dung thuộc Deep Web. Ví dụ nhé, thông tin tài khoản ngân hàng của bạn này, mật khẩu Facebook này, tin nhắn Facebook của bạn đi gấu này, thông tin cá nhân của bạn trên một số diễn đàn nè. Những thông tin đó, đối với cả thế giới trừ bạn ra, chính là Deep Web. Mà đấy mới chỉ là của bạn thôi nhé. Nếu của hàng tỷ người thì sao nào? Đấy, giờ thì bạn đã thấy Deep Web rộng lớn rồi chứ. Anh ơi anh, nãy giờ em vẫn chưa thấy Deep Web nguy hiểm chỗ nào cả anh ạ. À đấy, nhắc mới nhớ, về cơ bản thì Deep Web không nguy hiểm. Nó chỉ chứa những nội dung mà bạn không tài nào Google được thôi. Giả dụ, bạn không thể Google tối qua gấu bạn đã nhắn tin với ai hay mật khẩu Facebook của gấu là gì. Các bạn cho rằng Deep Web nguy hiểm đơn giản là vì lâu nay đa phần các bạn nhầm Deep Web với Dark Web hay Darknet, những trang web đen. Về cơ bản, Dark Web là một môi trường đảm bảo tính nặc danh của người tham gia. Các nội dung tải lên, tải về thường không hề được kiểm soát, kiểm duyệt bởi bất kỳ ai. Chính vì tính nặc danh đó nên tỷ lệ tội phạm trên Dark Web rất cao, biến nó trở thành nơi nguy hiểm nhất trên Internet. Dark Web là nơi tối tăm và đáng sợ nhất của Deep Web, một góc nhỏ chứa đựng những thứ ghê rợn nhất thế giới. Ở đó có gì? Xin thưa, Darknet có tất cả những gì kinh khủng nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra trong đầu. Từ ma túy, súng ống, nội tạng, giết người, bạo dâm, ấu dâm, hành xác, máu me, đến những thí nghiệm khủng khiếp trên cơ thể người, những bí mật quốc gia không may bị rò rỉ, các hội kín, khủng bố, tâm thần và hàng tá những thứ kinh khủng khác.
chúng khủng khiếp đến mức nếu chẳng may bạn nhìn thấy một lần, những hình ảnh ấy sẽ ám ảnh bạn đến cuối đời. Và dĩ nhiên, lũ màn dợ kia cũng chẳng chém giết free. Bạn có thể thuê sát thủ, mua bán vũ khí, nội tạng và hàng tá những thứ tẩm lượm khác thông qua sử dụng đồng Bitcoin. Có thể nói, Darknet chính là một cái ổ tội phạm to đùng của thế giới. Cái ổ này chưa từng được phá bỏ. Trái lại, nó còn được cấp ngân sách hoạt động từ Mỹ và một số quốc gia khác. Thế nếu mình cố tình vào Darknet thì sao anh? À, nếu các bạn vì tò mò vào thử Deep Web một lần cho biết. Nếu may mắn thì chẳng sao. Nhưng nếu không may, bạn vào Deep Web vào một ngày xấu trời, lại còn đi lạc vào Darknet, thì biết đâu, nạn nhân của mấy trò kinh khủng tớ vừa kể bên trên lại chính là bạn ấy. Thế nên, đừng có dại. Chúng có thật không hay chỉ là tin đồn à anh? Trước khi làm video này, tớ cũng đang nghĩ là tất cả những thứ đó là do những con nghiện creepypasta bịa ra để hù những kẻ yếu tim. Nhưng có lẽ Deep Web và nhất là Darknet thực sự là một góc đáng sợ mà bạn không bao giờ nên vẽ mảng đến. May mà bản thân Darknet cũng chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong thế giới của Deep Web. Và cũng theo các nguồn tin từ các Internet ra, Dark Web là một nơi không dễ đến, mà đã đến thì khó về. Nó cũng được phân chia thành nhiều tầng khác nhau, càng xuống sâu, càng tối. Và bạn sẽ cần mang theo đèn pin cũng như một rổ kiến thức về tin học nếu muốn mò xuống cái nơi quỷ quái này. Trên thực tế, tầng ở đây đơn giản chỉ là những khái niệm để chỉ tính bảo mật của Dark Web. Và nếu bạn càng pro thì càng vượt qua được nhiều hàng rào bảo mật và khám phá ra được những thứ gớm ghiếc, có khi là hay ho. Tuy nhiên phía sau lưng bạn cũng có thêm nhiều kẻ biến thái, bệnh hoạn và man dợ. Vậy đấy, một cách khách quan, Deep Web cũng giống như một thế giới thực được thu nhỏ vậy. Có cái tốt thì tất nhiên là có cái xấu, và cái tốt thì luôn luôn nhiều hơn cái xấu. Tuy nhiên, nếu bạn cứ cố tình lao đầu vào cái xấu, cái đen tối, nguy hiểm thì cũng chẳng ai cản được. Và tất nhiên rồi, mọi hậu quả bạn sẽ phải đều tự gánh chịu. Một lần nữa, tò mò là không tốt. Trên đây là video Deep Web, nguy hiểm nhưng không đáng sợ của top 5 lạ kỳ. Hãy chia sẻ những câu chuyện liên quan về Deep Web bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất tại channel của bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Top 5 hủ tục rùng rợn và đáng sợ nhất thế giới. Phần 1. Là ngực để chống hiếp dâm. Dân gian có câu, đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên. Nói thế đủ hiểu là bộ ngực có sức hấp dẫn như thế nào rồi nhé. Thế giới càng phát triển, bộ ngực của phụ nữ càng to ra, không tự nhiên thì nhân tạo. Điều này, theo như người Cameroon, thì nó đã góp phần làm tăng tỷ lệ hiếp dâm ở đất nước này. Cứng ngực to là dễ bị hiếp, vậy đó. Thế làm cách nào để ngăn được điều này? Xẻo ngực đi à? Không, phẫu thuật làm xịt ngực cũng không, đóng giả trai càng không.